Em là đang làm công việc gì thế hả bạn? Công việc đi dạo hang chị. Ừ. Làm shipper hả em? Dạo hang cho chị Hải ở nhà. À. Như hai hang mình bán cho người ta xong là em đi giao. Ừ. Đi đường nhiều cho nên bụi bẩn này kia ha. Dạ em nhờ. Lưng có à? Lưng có 21 biết chỗ này Thank you.
lên cửa nha. Không chỉ cầm lên đâu, phải cái cây không được rồi. Trong tay cũng có nè, mấy cục bự bự luôn. Trong tay luôn hả? Gì là
Khó xử, lấy da sạch em ha. Em này chắc em coi trên Facebook hả? Dạ, em coi trên Facebook chị. Sao em tìm chị? Dạ, anh tên gì hả anh? Dạ, dạ. Lấy cái tay. Dạ, dạ. Dạ, anh dạ anh. Mũi. Rồi, chứ xong. Nói chứ nè.
Nóng mà. Nóng không? Dạ không chị. Thank you.
cục mà gì này nè. Hết không mày? Đã hết, mỏng quá trời luôn. Mấy cục viên nữa sao? Ok. Xong rồi. Cho chị ống hút mụn. Đi coi kiểm tra. Sạch rồi đó. Vâng, ok, vâng, ok. Bữa lấy về đâu bị đỏ sưng gì đâu không chị Thảo? Hả? Ý bữa em lấy mụn gì đâu sưng. Ok, sạch sẽ rồi. Rau sạch luôn.